Ơi xuống rồi, xuống rồi. À, ăn quen rồi nhỉ. Úi giời. Mặt thì bắt cáo. Con này phải đút rồi. Nhiều nhỉ, lại con cơ, hai con kia nữa. Hai con kia này. Con này. Cái nhà hai chân hai chân nó quắp cái miếng mồi bắt đầu nó gì ạ? Ăn hết một con gà con. Hết rồi, hết sạch luôn. Đây là một con gà con mà ăn hết sạch. Hết sạch rồi. Em đang quay coi là chim nó ăn thịt chuột hả? À, chim đang ăn con thịt chuột đấy. Nó mổ kinh khủng, nó quắp nó mồi đấy. Kinh khủng luôn. Nó gì hả? Đấy, ta nát cái đầu chuột rồi. Nó ăn nó rỉa hết cái miếng da rồi, xong bắt đầu nó ăn cái đầu đấy. Chân nó quắt miếng mồi nó ăn thế sợ nhỉ. Đây là chim, là chim độc đắc ấy. Úi giời, ăn cả xương. Ăn cả cái đầu chuột luôn. Ê sợ. Cái nhìn mỏ nhọn hoắt vậy. Bán
kinh, nó ăn nó rỉa miếng mồi, nó quắp, nó rất rất rất. Úi giời, kinh, mắt này xanh nhất rồi, nó con này nó lườm, nó nhìn ra ngoài kinh khủng luôn. Ăn hết cái đầu chuột luôn. Đây là cảnh cận chim ăn hết một con chuột, ăn cả cái đầu luôn. Kinh khủng luôn. Nhà bố dòng chim nào ra dòng chim ấy, nó ăn hết chuột, ăn hết một con chuột luôn. Ê sợ. Nó đang ăn thịt chuột vậy, ăn hết một con chuột rồi. Cái này bán bao tiền? Đây hỏi anh nhà ông này, ông đang sau này, ông đang bán. Đây nhà này, nhà đây. À, con này dữ lắm đấy bạn, nó dữ đấy, nó mổ đấy. Nó đang ăn sờ sờ đấy, nó mổ. Ôi hết rồi, hết sạch luôn. Ê khiếp. Hết rồi, hết chạy rồi. Con này là dòng chim này, dòng kinh khủng luôn. Chim chim cắt mà kinh. Đây là giống chim cắt các bạn. Đấy, mắt mũi à. Đấy, các bạn nhìn cái mắt mũi của nó. Úi giời, ăn xong bắt đầu này. Nó vậy người kinh khủng. Ở trong cái móng chân của nó khiếp luôn. Mắt này, mắt mũi của nó sợ chưa? Quen rồi, nên là cứ thả rông này thôi. Tài nhỉ? Cứ thả rông này, đi nông trong với người này. Đấy, con mồi, ăn rồi, ăn rồi, ăn rồi. Rồi quen rồi, giờ cứ đi là nông trong người chẳng bay nước gì nữa. Chim một con nhỏ nó nhiều nhỉ, mấy con liền. Con này con chim gì mà nó mổ nó rỉa đây. Con cút bèo chứ mà là đầu nó đồng lông lông tơ nhỉ.
béo bở. Kêu khiếp nhỉ. Đây còn con này nữa này. Mấy con liền. Nhiều thế nhỉ. Con này chống nắng nha, phải chống nắng đội mũ nữa. Coi cái mũ đẹp tuyệt vời. Kinh nhỉ. Cái ăn dần hết cái con ấy. Con này đói coi như ăn cả đầu cả xương ấy nhỉ. Con này còn bé như này này. Đang gầy này. Con này chân nó bé tí nhưng mà sao mà móng chân của nó khiếp rồi. Nhiều chưa? Đấy, dễ dần hết rồi đấy. Cứ ăn dần. Ăn cả đầu luôn. To nhỉ, dòng chi bức mà giữ khiếp, bồ con nào về là cứ thế ăn cái đấy luôn, dì ở đấy bằng hết.